Xin kính chào quý vị đến với những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình thế giới trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Trong bối cảnh quân đội Israel thực hiện chiến dịch trên bộ hạn chế ở Liban để tấn công lực lượng Hezbollah, ngày mùng 3 tháng 10, tờ The Guardian dẫn nguồn tin từ quân đội Liban cho biết, họ đã bắn trả lực lượng Israel sau khi một binh sĩ thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel, đánh dấu lần đầu tiên quân đội Liban tham gia vào cuộc chiến với Israel. Theo tờ The Guardian, quân đội Liban viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng họ đã bán trả sau khi Israel tấn công một cơ sở quân sự ở làng biên giới Bin Jbein của Liban. Tuy nhiên, cuộc đọ súng này được cho là sẽ không dẫn đến xung đột lớn hơn giữa Israel và quân đội Liban. Nhà nước Liban đã kêu gọi chấm dứt so tranh giữa phong trào Hezbollah và Israel, đồng thời tuyên bố rằng họ không muốn có chiến tranh. Cho đến nay Hezbollah luôn là lực lượng chiến đấu với Israel và quân đội Liban khẳng định rõ ràng rằng họ không phải là bên tham gia vào cuộc xung đột. Quân đội Liban đã bác bỏ các tuyên bố cho rằng họ rút lui khỏi biên giới vào tối 30 tháng 9 trước cuộc tấn công trên bộ của Israel. Từ trước đến nay, quân đội Liban không đủ sức mạnh để chống lại cả Israel và Hezbollah. Bên cạnh đó, quân đội Liban không thể hiện vai trò như một lực lượng phòng thủ quốc gia đúng nghĩa bởi yếu thế trước Hezbollah, lực lượng có nguồn tài chính dồi dào và được trang bị hiện đại hơn. Hơn nữa, quân đội Liban phụ thuộc nhiều vào viện trợ nước ngoài, đặc biệt là từ các quốc gia phương Tây. Điều này khiến họ phải cân nhắc thận trọng trong việc đối đầu với Israel, tránh gây mất lòng các nước đồng minh quan trọng. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 3 tháng 10 yêu cầu người dân ở hơn 20 làng và một thành phố ở miền nam Liban sơ tán. Tuyên bố của IDF đăng tải trên mạng xã hội X nêu rõ, IDF không có ý định gây hại cho người dân và vì sự an toàn của chính các bạn, các bạn phải sơ tán khỏi nhà ngay lập tức và đi về phía bắc sông Awali, hãy tự cứu lấy mạng mình. Phạm vi sơ tán bao gồm cả thành phố Nabatieh ở miền nam Liban. Sáng mùng 1 tháng 10, Israel tuyên bố bắt đầu triển khai chiến dịch trên bộ nhằm vào một số khu vực phía nam Liban, nơi tập trung nhiều lực lượng của Hezbollah, Mục tiêu của Israel là đẩy lùi lực lượng Hezbollah nhằm cho phép 60.000 người di tản từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái trở về nhà ở miền Bắc. Trong khi đó, ngày 3 tháng 10, truyền thông Syria đưa tin hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn nhiều mục tiêu trên không phận gần thủ đô Damascus. Theo hãng thông tấn nhà nước Sana của Syria, hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn nhiều mục tiêu ở không phận vùng nông thôn phía tây thủ đô Damascus và đã nghe thấy những tiếng nổ lớn, song không cung cấp thêm chi tiết. Truyền hình nhà nước Syria cho biết lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn một số cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái ở vùng nông thôn của thủ đô Damascus trong khi đó tổ chức giám sát nhân quyền Syria cùng ngày cho biết cuộc không kích bằng máy bay không người lái và tên lửa của Israel vào đêm 2 tháng 10 đã phá hủy một kho vũ khí ở thành phố ven biển Jable của Syria gây ra những vụ nổ lớn mà có thể nghe thấy những âm thanh từ khoảng cách xa kho vũ khí nằm gần căn cứ Hamidim căn cứ không quân lớn nhất của Nga tại Syria tại tỉnh Latakia phía tây bắc Syria theo cơ quan này, lực lượng phòng không Syria và lực lượng Nga đã phối hợp đánh chặn các mục tiêu trong vòng 40 đến 50 phút. Hiện vẫn chưa có thông báo về thương vong sau vụ việc. Mặc dù chưa có bình luận chính thức nào, song đài phát thanh Sham FM thân chính phủ cho biết, những âm thanh nghe thấy trên bầu trời Jable chính là những hệ thống phòng không đánh chặn mục tiêu ngoài khơi. Đài Al Jazeera mới đây dẫn lời phong trào Hezbollah tuyên bố họ đã tấn công quân đội Israel thêm 6 lần nữa. Trước đó, Hezbollah được cho là thực hiện hơn 10 cuộc tấn công vào quân đội Israel. Trong 6 cuộc tấn công mới nhất, Hezbollah cho biết họ đã kích nổ hai thiết bị nổ vào dạng sáng mùng 3 tháng 10 khi bộ binh Israel cố gắng xâm nhập ngôi làng Maron Anras ở miền nam Liban. Phong trào này tuyên bố Hezbollah đã tấn công binh sĩ Israel bằng tên lửa Falak do Iran sản xuất ở phía đông khu định cư Sasa, miền bắc Israel và một nhóm binh sĩ khác bằng loạt tên lửa ở phía tây cùng khu định cư này. Một cuộc tấn công khác xảy ra tại khu định cư Somira ở miền bắc Israel nhằm vào quân đội Israel bằng tên lửa Falak. Hezbollah cũng bắn hai loạt rocket riêng biệt vào lực lượng Israel, một vụ ở khu định cư Bezzet và một vụ khác ở ngôi làng Avivim. Chưa dừng lại, Hezbollah báo cáo cuộc tấn công bằng thiết bị nổ nhằm vào lữ đoàn tinh nhuệ Golani của Israel. Trước đó, nhóm vũ trang Liban còn tuyên bố nã súng máy và rocket vào nhóm quân nhân Israel tập trung trong ngôi nhà ven làng Kfar Kila, khiến toàn bộ binh sĩ đối phương đều thiệt mạng hoặc bị thương, đồng thời khai hỏa khiến một trực thăng Israel phải quay đầu. Một đơn vị Israel dường như cũng phải rút lui vì hỏa lực của Hezbollah sau khi cố xâm nhập vào làng biên giới Odaise. Quân đội Liban thông báo lực lượng Israel đã tiến khoảng 400 mét qua biên giới và rút lui sau thời gian ngắn. Đây là lần đầu tiên giới chức Liban xác nhận về cuộc xâm nhập Phóng viên Imran Khan của Al Jazeera cho hay, Hezbollah hiện rất tự tin vì đã đẩy lùi được quân đội Israel. Họ coi đây là chiến thắng chiến lược. Phía quân đội Israel khẳng định, bộ binh được không quân yểm trợ đã hạ các tay súng Hezbollah trong những cuộc giao tranh ở khoảng cách gần, song không nêu rõ chi tiết. Tel Aviv tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah cho đến khi hàng chục nghìn người Israel ở các thị trấn và làng mạc gần biên giới Liban có thể trở về nhà an toàn. Trong khi đó, Hezbollah khẳng định sẽ tiếp tục bắn rocket vào Israel đến khi có lệnh ngừng bắn tại giải Gaza. Theo thống kê của chính phủ Liban, gần 1.900 người đã thiệt mạng và hơn 9.000 người bị thương ở nước này trong gần một năm giao tranh xuyên biên giới. Hầu hết các trường hợp thiệt mạng xảy ra trong hai tuần qua. Hơn một triệu người buộc phải rơi bỏ nhà cửa. Tờ The New York Times dẫn lời ba quan chức Israel đề nghị giấu tên cho biết vào đêm mùng 3 tháng 10, Israel đã không kích vào Bonke gần thủ đô Beirut, Liban, nơi đang tổ chức một cuộc họp của giới lãnh đạo cấp cao Hezbollah. Đáng chú ý, trong cuộc họp đó có ông Hashem Safieddin, người được cho là sẽ kế nhiệm lãnh đạo Hassan Nasrallah, người vừa bị ám sát vào tuần trước. Cuộc tấn công cho thấy Israel vẫn chưa từ bỏ chiến dịch tiêu diệt các lãnh đạo của nhóm vũ trang Hồi giáo được Iran hậu thuẫn này. Ông Safieddin, khoảng 50 tuổi, là họ hàng của ông Nasrallah và từ lâu đã là một nhân vật chủ chốt trong Hezbollah và được coi là ứng cử viên sáng giá để trở thành lãnh đạo mới của nhóm này. Lực lượng Israel hiện chưa đưa ra bình luận gì về cuộc không kích này. Trước đó, lực lượng này đã ban hành lệnh sơ tán khu phố Bqan baradne ở phía nam Beirut vào đêm mùng 3 tháng 10. Ngay sau đó, vào khoảng nửa đêm, một loạt vụ nổ lớn đã làm rung chuyển khu phố đông dân cư Dahiya, phía nam Beirut, nơi ông Nasrallah bị ám sát và là thành trì của Hezbollah. Trong một tuyên bố, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo một thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas ở Tunkham tại bờ Tây, ông Yahi Yasser Alfi đã thiệt mạng trong đợt tấn công của lực lượng này. Lực lượng vũ trang Israel IDF cho rằng thủ lĩnh Alfi là người lên kế hoạch và chỉ huy vụ tấn công bằng xe bom ở khu định cư Atiret vào ngày 2 tháng 9 năm nay. Nhân vật này cũng được cho là cung cấp vũ khí cho một số lượng lớn chiến binh Hamas trong khu vực lên kế hoạch và chỉ huy một lượng lớn các cuộc tấn công nhằm vào các cộng đồng ở bờ tây và các địa điểm ở Israel. Theo tuyên bố, ngoài thủ lĩnh Alfi, nhiều chiến binh quan trọng khác của phong trào Hamas ở Thuncam cũng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của IDF. Theo Reuters, trước đó, IDF cho hay các đơn vị bộ binh và thiết giáp chính quy đã tham gia các hoạt động trên bộ ở Liban. Việc bổ sung lực lượng bộ binh và thiết giáp cho thấy chiến dịch trên bộ của IDF ở Liban có thể mở rộng ra khỏi các cuộc đột kích hạn chế. IDF trước đó tuyên bố cuộc tấn công của họ chủ yếu nhằm phá hủy các đường hầm và cơ sở hạ tầng khác ở biên giới và không có kế hoạch tiến hành chiến dịch rộng hơn nhắm vào Beirut ở phía Bắc hoặc các thành phố lớn ở phía Nam Liban. Tuy nhiên, IDF mới đây đã ban hành lệnh sơ tán mới cho hơn 20 thị trấn dọc biên giới thuộc miền Nam Liban, hướng dẫn người dân di chuyển về phía Bắc sông Awali vừa qua, phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza cho biết đã tiến hành vụ tấn công bằng súng tại thành phố Tel Aviv của Israel, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Theo đó, trong một tuyên bố của lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết hai thành viên của lữ đoàn từ thành phố Hebron ở bờ Tây đã thực hiện vụ việc ở hai địa điểm khác nhau tại trung tâm Tel Aviv sau khi tấn công một binh lính Israel bằng dao. Cảnh sát Israel cho biết đây là một trong những vụ tấn công bằng súng nghiêm trọng nhất tại thành phố này trong những năm gần đây. Trong số đó, có vụ tấn công bằng súng ở vùng ngoại ô phía nam Tel Aviv khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và một vài người khác bị thương. Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra ở ngoại ô thành phố Jaffa và cả hai tay súng đã bị bắn hạ ngay tại hiện trường. Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Trung Đông, lực lượng Houthi ở Yemen cho biết đã thực hiện cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào mục tiêu ở Tel Aviv. Hiện Israel chưa xác nhận về thông tin này. Trong tuyên bố, Houthi cho biết đã thực hiện hoạt động quân sự bằng thiết bị bay không người lái nhắm vào một mục tiêu quan trọng ở khu vực Jaffa nằm ở phía nam Tel Aviv, đồng thời nêu rõ hoạt động này đã thành công khi nhắm trúng nhiều mục tiêu. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết họ đã đánh chặn được một mục tiêu trên không đáng ngờ ngoài khơi miền trung nước này, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Song song với đó, Houthi tiếp tục tăng cường tấn công các điểm có sự hiện diện của đồng minh Israel tại Biển Đỏ và các khu vực lân cận. Gần đây nhất, nhóm phiến quân ở Yemen cho biết đã tiến hành các vụ tấn công nhằm vào hai tàu thương mại đang di chuyển ngoài khơi Yemen. Theo người phát ngôn của Houthi, ông Yahya Sari, vụ tấn công đầu tiên nhằm vào tàu chở dầu Karelia Moon của anh ở Biển Đỏ. Trong đó nhóm này sử dụng 8 tên lửa một thiết bị bay và một tàu không người lái. Vụ tấn công này đã gây hư hại nghiêm trọng cho con tàu trên. Vụ tấn công thứ hai nhắm vào tàu Marathopolis ở Ấn Độ Dương bằng một tên lửa và vụ tấn công thứ ba cũng nhắm vào con tàu trên. Từ giữa tháng 11 năm 2023 đến nay, Houthi đã tiến hành nhiều vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhằm vào tàu thuyền có liên quan tới Israel ở Biển Đỏ và Vịnh Aden với lý do phản đối kế hoạch quân sự của nước này tại giải Gaza. Trong bối cảnh liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu chuẩn bị rút lực lượng khỏi Iraq, Baghdad đang tìm kiếm các đối tác quốc tế mới để củng cố an ninh và đối phó với mối đe dọa khủng bố ngày càng phức tạp. Một trong những mục tiêu chính của Iraq là phát triển quan hệ đối tác quân sự với Nga, quốc gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo và chống khủng bố với việc Mỹ giúp binh sĩ và các lực lượng quốc tế giảm dần sự hiện diện tại Iraq, mối đe dọa khủng bố từ các nhóm cực đoan, đặc biệt là tại các khu vực biên giới với Syria, vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Chính phủ Iraq nhận ra rằng để ngăn chặn các tổ chức khủng bố tái xuất hiện, nước này cần xây dựng một hệ thống an ninh vững mạnh dựa trên hợp tác quốc tế. Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo nga Izvestia, Fadi Al Samari, cố vấn chính trị của Thủ tướng Iraq nhấn mạnh rằng Nga có thành tích đã được chứng minh trong việc chống khủng bố và có thể mang lại lợi ích to lớn cho Iraq về cả tình báo và quân sự. Ông Ansamari cũng nhấn mạnh rằng hợp tác với Nga không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự mà còn mở rộng sang các lĩnh vực an ninh, kinh tế và khoa học. Điều này cho thấy Baghdad đang xây dựng một chiến lược toàn diện để đảm bảo an ninh quốc gia và phát triển đất nước. Iraq đã có lịch sử hợp tác quân sự lâu dài với các nước thuộc khối Liên Xô trước đây từ giữa thế kỷ 20 cho đến khi chế độ của tổng thống Saddam Hussein sụp đổ vào năm 2003. Theo chuyên gia quân sự Iraq Safa An Asam, đây là một nền tảng mạnh mẽ để phát triển mối quan hệ quân sự hiện tại với Nga. Chuyên gia An Asam nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với Izvestia rằng, mối quan hệ của chúng tôi với Moscow luôn rất tốt. Nga có thể cung cấp cho các đơn vị quân đội Iraq những loại vũ khí mà Iraq còn thiếu. Trong bối cảnh này, Đa đang thảo luận về việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga, một động thái có thể thay đổi đáng kể cán cân quyền lực khu vực và củng cố khả năng phòng thủ của Iraq. Theo chuyên gia quân sự và sĩ quan lực lượng vũ trang Iraq đã nghỉ hưu, Saib Rad, việc ký kết hợp đồng này sẽ giúp Iraq đạt được đòn bẩy lớn hơn trong mối quan hệ với các cường quốc toàn cầu. Việc Mỹ rút binh sĩ khỏi Iraq dự kiến hoàn tất vào tháng 9 năm 2025, đánh dấu kết thúc một giai đoạn lịch sử trong mối quan hệ giữa hai quốc gia. Mặc dù Washington có thể tuyên bố rằng việc rút binh sĩ không phải là hoàn toàn, nhưng giảm hiện diện của lực lượng quốc tế vẫn sẽ tạo ra lỗ hổng trong an ninh của Iraq. Điều này khiến Baghdad phải tìm kiếm các đối tác mới để đảm bảo ổn định trong nước và duy trì an ninh quốc gia. Ngoài Mỹ, Iraq cũng chịu ảnh hưởng lớn từ Iran, đặc biệt là thông qua các lực lượng dân quân được Tehran hậu thuẫn hoạt động trên lãnh thổ Iraq. Trong khi Mỹ và Iran vẫn đang cạnh tranh ảnh hưởng tại Iraq, Bada rõ ràng đang nỗ lực tìm kiếm đa dạng hóa trong các quan hệ đối ngoại của mình. Việc tăng cường hợp tác với Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự và an ninh, là một bước đi chiến lược nhằm đảm bảo rằng Iraq không bị kẹt giữa cuộc đối đầu của các cường quốc, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Iran vừa qua đã phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel, đánh trúng một số căn cứ không quân của nước này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, Iran đã phạm sai lầm và sẽ phải trả giá. Truyền thông Israel đưa tin, chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đang xem xét đáp trả Iran bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược như giàn khoan dầu khí hoặc cơ sở hạt nhân. Từ lâu, Israel đã có chương trình vũ khí hạt nhân của Iran là mối đe dọa hiện hữu. Tờ New York Times trích dẫn lời các quan chức Mỹ cho rằng, Israel có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong một kịch bản phản ứng có thể xảy ra, tập trung vào các cơ sở làm giàu uranium. Iran đã phân bổ các cơ sở hạt nhân của nước này tại nhiều địa điểm, thậm chí xây dựng một số cơ sở trong các bong ke ngầm. Điều này khiến việc phá hủy chúng trở nên rất khó khăn. Một số cơ sở hạt nhân của Iran có thể nằm trong tầm ngắm của Israel. Natanz là một trong số những cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran, nằm trên một đồng bằng giáp núi bên ngoài thành phố Qom, phía nam Tehran. Cơ sở này được coi là cốt lõi của chương trình hạt nhân của Iran. Nơi đây có hai nhà máy làm dầu uranium, gồm nhà máy làm dầu nhiên liệu ngầm FEP rộng lớn và nhà máy làm dầu nhiên liệu thí điểm PFEP trên mặt đất. Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết FEP nằm sâu khoảng 3 tầng dưới lòng đất. Nhiều máy ly tâm tại FEP đã bị hư hại do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó có một vụ nổ và mất điện vào tháng 4 năm 2021 mà Iran cáo buộc Israel là thủ phạm đứng sau. Nhà máy PFEP -E nằm trên mặt đất, chỉ chứa vài trăm máy ly tâm, nhưng Iran lại đang làm giàu uranium lên đến độ tinh khiết tới 60% tại đó. Nhà máy hạt nhân Fordow nằm ở phía đối diện thành phố Qom, nơi đây là cơ sở làm giàu uranium được đào sâu trong một ngọn núi, do đó có thể được bảo vệ tốt hơn trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công. Hiện tại Iran có hơn 1.000 máy ly tâm đang hoạt động tại đó. Một phần trong số đó là máy IR-6 tiên tiến, có thể làm dầu uranium lên tới 60%. Ngoài ra, Iran có một trung tâm công nghệ hạt nhân lớn ở ngoại ô Isfahan, thành phố lớn thứ hai của nước này. Trung tâm này bao gồm nhà máy chế tạo tấm nhiên liệu FPFP -FP và cơ sở chuyển đổi uranium UCF có thể xử lý uranium thành uranium hexafluoride được đưa vào máy ly tâm. Tại thành phố Khondab, Iran đã xây dựng một lò phản ứng nghiên cứu nước nặng ở đây, ban đầu được đặt tên là Arak, nhưng sau đó chuyển thành Khondab. Các lò phản ứng nước nặng gây ra rủi ro phổ biến hạt nhân vì chúng có thể dễ dàng sản xuất plutonium, giống như uranium đã làm giàu, có khả năng được sử dụng để chế tạo lõi của bom hạt nhân. Cơ sở nghiên cứu hạt nhân tại Tehran có một lò phản ứng, chủ yếu được sử dụng để sản xuất đồng vị phóng xạ y tế, được sử dụng trong điều trị ung thư và chẩn đoán y học hạt nhân. Cơ sở này đóng vai trò trung tâm trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân vì nó có thể được sử dụng không chỉ cho mục đích y tế mà còn cho mục đích quân sự nếu dùng uranium làm dầu ở mức cao. Ngoài các cơ sở hạt nhân, Mỹ cũng đang thảo luận với Israel về việc nhắm tới các cơ sở dầu mỏ. Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu ngày 3 tháng 10 khi được các phóng viên hỏi liệu Mỹ có ủng hộ Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ Iran hay không. Chúng tôi đang thảo luận. Xong trước tiên, tôi muốn nhấn mạnh không phải chúng tôi cho phép Israel tấn công mà chỉ là cố vấn cho Israel. Hôm nay sẽ chưa có chuyện gì xảy ra đâu. Trước đó, chủ nhân của Nhà Trắng cho biết ông không ủng hộ Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân Iran để đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Tehran. Ông nói, chúng tôi sẽ thảo luận với đối tác Israel về những gì họ sẽ làm. Tất cả thành viên nhóm G7 đều đồng tin rằng họ có quyền đáp trả nhưng nên hành động tương xứng. Một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, giới chức nước này tin rằng israel chưa đi đến quyết định cuối cùng về biện pháp đáp trả iran